Kính thưa quý vị, chiều ngày 19 tháng 8, nhiều phóng viên của các cơ quan báo chí đã bị vây đánh khi đưa tin về một vụ cháy tại một xưởng thu mua phế liệu ở khu phố Đông B, phường Đông Hòa, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương. Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 19 tháng 8, một đám cháy đã bùng phát tại đây. Đến gần 18 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được dập tắt. Tuy nhiên, toàn bộ khu nhà xưởng rộng trên 1.400m2 đã bị thiêu rụi. Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều phóng viên đã có mặt tại hiện trường ghi nhận vụ việc. Tuy nhiên, hàng chục người mặt mày bặm trợn xông ra ngăn cản không cho chụp hình và bắt các phóng viên phải xóa hình đồng thời đuổi đánh phóng viên. Một phóng viên thậm chí bị bao vây trong một căn nhà cao tầng ở gần hiện trường. Người đàn ông áo xanh trong video này thậm chí đã cầm gạch đá và hung hãn đuổi đánh phóng viên. Phóng viên của báo Thanh Niên đã trao đổi qua điện thoại với công an phường Đông Hòa, thị xã Di An về vụ việc. Tuy nhiên, vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Thông tin chi tiết xin mời quý vị và các bạn tìm đọc trên báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn.